Các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Không? Ú máy bay bay đâu có nổi. Chào kinh. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Không, nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa, 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha. Đô dạ. Con nha. Đô cũng được cơ. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy hả? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên nhà gái ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị chẳng được là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi chính toàn xác. Gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô, là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? Dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc dạ. Hai bạn biết đâu. Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm trợ lý xe máy của ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Ừ. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên gọi, bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó hả? Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Còn Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm, có kinh nghiệm trong tình yêu rồi? Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi, nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy là thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn? Vâng, em
đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? À, dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm, chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 cô, cũng vì khoảng cách địa lý xa quá nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Huyền Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Huyền Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu cô, gia trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Huyền Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu, ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó, các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Không? Ú mấy bài đâu có nổi. Chào cưng. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa, 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha, đô dạ. Con nha. Đô cũng được cơ. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên nhà gái người ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi chính toàn xác. Gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số với chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Ồ, hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con, không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm, lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? À, dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chứ. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc dạ. Hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ có hơn chứ. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đây hỏi bạn gái cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm
thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Ồ, vậy đó. Rồi mở rào, bắt đầu cho tiếng. Nào, quyết chiến quyết thắng nha. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Ừ, anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Để em gửi tặng anh. Rồi, anh cảm ơn. Tiếng đáp lại tiếng. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Dạ. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC toàn thể hội trường bài hát Hạnh Khúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, bộ đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao ăn em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài vã nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ, giang rưỡi hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống vẫn em với anh em. Sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú. Gái nói đi. Dạ, hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói dành kìa con, đâu đây ra. Nói dành đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với anh coi. Trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em rất là ấn tượng về anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Ngọt coi như ngào. Tụi con nói chuyện hết rồi. Cái ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những cái lời ngọt ngào
Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Đỏ tươi luôn. Đúng anh con. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hiệu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên nào. Cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Đó, nhẹ nhàng vô. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy sướng. Thấy sướng. Rồi nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân và chú Hồng Linh ạ. Giáo án em vẫn mở cho trái tim anh bay vào. Như thế là mình thành công rồi. Thì qua mình quá thành công rồi.